Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được nhắc đến rầm rộ những năm gần đây, nhưng các bạn trẻ khởi nghiệp của Việt Nam vẫn chưa thể tạo thành một làn sóng các doanh nghiệp startup. Nguyên nhân là do thiếu sự kết nối giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là nhận định được bà Lê Hồng Minh, thành viên sáng lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam, gọi tắt là SVF, cho biết tại diễn đàn khởi nghiệp nông nghiệp diễn ra sáng 23 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Lê Hồng Minh, hiện nay không thiếu các hoạt động, các tổ chức hỗ trợ nâng đỡ cho hoạt động khởi nghiệp của các bạn trẻ, nhưng Việt Nam vẫn chưa thật sự có một trào lưu về việc phát triển các doanh nghiệp startup. Nguyên nhân theo bà Minh là do thiếu sự kết nối thông tin giữa các thành tố trong hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp. Các hoạt động khởi nghiệp, đặc biệt là trong nông nghiệp của các bạn trẻ hiện nay vẫn manh mún và không có cơ hội phát triển lớn lên, nhưng rộng ra do thiếu sự kết nối với các đơn vị có thể hỗ trợ họ. Làm thế nào để cho nó không phải là quy mô giống như là manh mún nữa mà nó phải là có khả năng nhân rộng và mở rộng thì nó phải là nhiều mảnh ghép khác nhau. Ví dụ như các bạn ở đây có sản phẩm, rất nhiều bạn đến tìm được thông tin để tìm được cái mảnh ghép của mình là thị trường đầu ra. Vậy thì làm thế nào các bạn thị trường đầu ra, thì cái việc mà các chuyên gia hỗ trợ và các nhà đầu tư thiên thần sẽ giúp các bạn ý là kết nối để ví dụ một cái sản phẩm nông nghiệp các bạn họ đã có sẵn cái chuỗi phân phối rồi thì tại sao lại phải đi xây lại cái mối từ đầu để làm cho nó vất vả ra, thì mình sẽ đặt cái sản phẩm đấy vào cái chuỗi phân phối đó và lập tức sản phẩm của mình trở thành được scale up và quy mô và doanh thu tăng trưởng để tái đầu tư lại cho cái hoạt động của mình. Cũng theo bà Hồng Minh, hiện các tổ chức như Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, Quỹ SVF cũng đang hỗ trợ startup theo hướng tăng cường kết nối họ với các mảnh ghép khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp như các nhà khoa học, các nhà đầu tư thiên thần, các doanh nghiệp thành công, các kênh phân phối để rút ngắn quá trình trưởng thành của các startup Việt Nam. Tuy nhiên, thành công còn tùy thuộc vào nhận thức và khả năng chủ động tìm kiếm thông tin của các startup Việt. Chiều 22 tháng 3, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã chính thức ra mắt tạp chí khoa học quốc tế về thông tin và viễn thông do trường sáng lập và khánh thành hệ thống máy tính hiệu năng cao với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Vinh Danh, tạp chí thông tin và viễn thông Journal of Information and Telecommunication là tạp chí tiếng Anh đầu tiên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng do nhà xuất bản Taylor & Francis Anh Quốc xuất bản tiếng Anh online toàn cầu. Đây là tạp chí bình duyệt quốc tế và xuất bản bài báo khoa học chất lượng cao về công nghệ, kỹ thuật thông tin, viễn thông. Tạp chí xuất bản định kỳ 4 số hàng năm. Trường Đại học Tôn Đức Thắng đặt mục tiêu trong vòng 3 đến 5 năm tới, tạp chí JIT của trường được xếp vào danh sách tạp chí khoa học ISI và Scopus thế giới. Cùng ngày, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã khánh thành hệ thống máy tính hiệu năng cao với tổng kinh phí đầu tư trị giá 2 triệu đô la Mỹ nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống điện toán đại học của trường. Chức năng tính toán hiệu năng cao của siêu máy tính sẽ cho phép các nhà nghiên cứu của Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện các bài toán phức tạp để có thể có số bài báo công bố quốc tế tối thiểu trong 5 năm tới là 820 bài ISI, đồng thời giúp kết nối toàn bộ hệ thống thông tin, tài nguyên dạy học và quản trị của nhà trường. Kính thưa quý vị, theo nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường, cũng như phí dịch vụ thực tập sinh Nhật Bản đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến quy định, mức phí đối với thực tập sinh Nhật Bản sẽ không được vượt quá 3.600 đô la Mỹ một người cho hợp đồng 3 năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động không được thu thêm phí dịch vụ đối với thời gian thực tập sinh được chuyển sang thực tập năm thứ tư và năm thứ năm và không quá 1.200 đô một người với hợp đồng 1 năm. Cũng theo quy định tại dự thảo, hợp đồng phái cử và tiếp nhận thực tập sinh ký với nghiệp đoàn tiếp nhận phải đáp ứng được các điều kiện tối thiểu như thời gian làm việc không vượt quá 8 giờ một ngày và 40 giờ một tuần, mức trợ cấp đào tạo và thực tập kỹ thuật trong thời gian đào tạo tối thiểu là 30.000 yên một tháng, đối với trường hợp được cung cấp miễn phí các bữa ăn và tối thiểu là 50.000 yên một tháng, đối với trường hợp không được cung cấp miễn phí các bữa ăn. Dự thảo cũng quy định người lao động tự chịu phí liên quan đến hộ chiếu, visa, lý lịch tư pháp, doanh nghiệp chỉ được thu các khoản phí theo quy định sau khi thực tập sinh đã được phía Nhật Bản cấp tư cách lưu trú và ký hợp đồng với thực tập sinh. Đáng chú ý, doanh nghiệp chỉ được phép ký quỹ đối với thực tập sinh nếu luật pháp của Nhật Bản cho phép, tuyệt đối không được thu các khoản phí trái với luật pháp của Nhật Bản liên quan đến chương trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng. Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Phúc lợi Nông dân Ấn Độ đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam thông báo việc Ấn Độ đã chính thức hủy bỏ việc tạm cấm nhập khẩu đối với 6 loại mặt hàng nông sản của Việt Nam. 6 mặt hàng nông sản của Việt Nam tiếp tục được nhập khẩu vào Ấn Độ gồm có hạt cà phê, tre, tăm tre, tiêu đen, quế, đậu và thanh long. Trước đó, ngày 1 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Nguyễn Xuân Cường đã ký quyết định tạm ngừng nhập khẩu lạc, hạt muồng, hạt cacao, hạt đậu cô ve và quả me từ Ấn Độ do có nguy cơ cao nhiễm mọt Caridon ceratus oliver là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Đến ngày 7 tháng 3, Ấn Độ phát đi thông báo tạm ngừng nhập khẩu 6 mặt hàng nói trên của Việt Nam. Sau khi có thông tin này, cơ quan quản lý chuyên ngành của Việt Nam đã có thư gửi phía Ấn Độ về hoạt động phối hợp rà soát và thông báo bãi bỏ quyết định tạm cấp nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Ấn Độ.
Sau đó, Ấn Độ cũng hồi đáp và bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu 6 mặt hàng nông sản từ Việt Nam. Việc xử lý các quan hệ thương mại trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục cho thấy sự nỗ lực của phía chính phủ đối với mục tiêu kiến tạo và hành động. Những năm gần đây thì luyện tập yoga và thực hành thiền đã được cộng đồng đón nhận như một xu hướng hiện đại giúp người tập cải thiện sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh tật và cân bằng thân, tâm, trí cho người tập luyện. Thấy được lợi ích của thiền và yoga thì từ đam mê, nhiều người, nhất là các bạn trẻ, đã quyết tâm gắn bó lâu dài với yoga và coi đây là một nghề, vừa đảm bảo thu nhập cho bản thân, vừa có thể giúp đỡ cho nhiều người được hưởng những lợi ích mà yoga và thiền mang lại. Nói đến yoga, nhiều người nghĩ đó là một môn thể thao, một hoạt động giải trí, hoặc nếu nói đến nghề dạy yoga, người Việt cũng sẽ nghĩ đó là nghề của người nước ngoài, mà chủ yếu là người Ấn Độ, nên được xem là cái nôi của môn yoga. Tuy nhiên, trong suốt hành trình hơn chục năm chinh phục người Việt, Việt Nam đã xuất hiện những huấn luyện viên tài năng, tâm huyết, được đào tạo theo chuẩn yoga quốc tế của Yoga Alliance International, Ấn Độ và Yoga Alliance Hoa Kỳ. Nhìn vào thực tế, trong những năm gần đây, huấn luyện yoga đã trở thành một nghề phổ biến được yêu thích ở Việt Nam. Nó không chỉ mang lại sức khỏe, trí tuệ, hỗ trợ cho công việc của người tập luyện và giảng dạy, mà nó còn mang lại một nguồn thu nhập đáng kể cho nghề huấn luyện viên. Huấn luyện viên Lê Vũ Đông đến với bộ môn yoga từ nhiều năm trước như một biện pháp để hồi phục sức khỏe sau di chứng vì tai nạn giao thông. Chính bản thân trải nghiệm những lợi ích của yoga mang lại trong việc cải thiện thể chất, sức khỏe người luyện tập, anh Đông đã quyết định gắn bó với nghề yoga và trung tâm Trái Tim Vàng để cùng Master Raidevi Tố Hải, một huấn luyện viên yoga tài năng của Việt Nam, trao truyền tinh thần và ích lợi của yoga tới cộng đồng. Mình rất là hạnh phúc khi mà học viên á, họ kêu là ôi, tôi nhờ tập lớp thầy Đông xong mà tôi hết đau cổ, tôi hết đau cột sống và tôi hết roulette tiền đình, chị ăn ngon ngủ ngon rồi. Học viên họ xì xào như vậy thôi, họ không nói trực tiếp với mình, nhưng mà đó là cái niềm vui lớn. Mình cảm nhận mình có ích với xã hội, mình đang còn giúp đỡ được nhiều người, thì đó là cái niềm vui lớn nhất, hạnh phúc trong mình đi dạy. Chỉ riêng tại trung tâm thiền và yoga Trái Tim Vàng, hàng trăm bạn trẻ đã tập yoga để tìm kiếm sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và có được sự bình an trong tâm trí. Dưới sự hướng dẫn của Master Raidevi Tố Hải, nhiều người đã bình phục về thể chất và tinh thần, được đào tạo chương trình huấn luyện viên và trở thành một huấn luyện viên yoga thực thụ. Thấy yoga rất là tốt cho bản thân mình và mình cũng muốn là chia sẻ cái điều tốt này cho mọi người nữa. Tại vì ở nhà mình, bố mẹ mình cũng già rồi và anh chị mình cũng bị về cuộc sống á. Thì mình muốn học ra để ngoài chữa cho bản thân, chữa cho gia đình, còn có thể giúp cho nhiều người ngoài xã hội khi khôi phục như chúng mình. Với phương pháp huấn luyện yoga đặc trưng theo tiêu chuẩn yoga Alliance quốc tế, trung tâm Trái Tim Vàng đã duy trì các khóa đào tạo huấn luyện viên yoga ngay tại trung tâm. Một điểm đặc biệt trong chương trình đào tạo yoga tại Trái Tim Vàng là người tập còn được trải nghiệm phương pháp thiền đặc trưng, thiền khí tâm, do chính Master Raidevi Tố Hải sáng tạo sau những trải nghiệm trong hơn 10 năm gắn bó với thiền và yoga của mình. Ngoài ra, phương pháp yoga đối kháng Agro Yoga cũng được đào tạo tại Trái Tim Vàng. Đây là một dạng kỹ thuật luôn được phát triển kết hợp với các yếu tố chủ yếu, không những từ yoga và nhào lộn, mà còn là kỹ thuật massage và kỹ thuật nhảy cặp đôi, Friendship Yoga, pha trộn sự khôn ngoan của yoga, sức mạnh năng động của những màn nhào lộn và lòng yêu thương của nghệ thuật chữa lành. Với sự phát triển mạnh mẽ của nghề yoga, giờ đây nhiều bạn trẻ sau nhiều năm tập luyện yoga và thực hành thiền đã được đào tạo bài bản và mạnh dạn phát triển thương hiệu huấn luyện yoga của riêng mình hoặc những quyền thương hiệu từ những trung tâm huấn luyện yoga uy tín như Trái Tim Vàng. Yoga và thiền Trái Tim Vàng phát triển hệ thống theo con đường nhượng quyền thương hiệu. Trong 26 chi nhánh trên cả nước, Trái Tim Vàng có 13 chi nhánh nhượng quyền tại Rạch Giá, Kiên Giang, Vũng Tàu, Long Thành, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, 2 chi nhánh tại Hải Phòng, 2 chi nhánh tại Việt Trì, 2 chi nhánh tại quận Tân Bình và Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 3 chi nhánh tại Biên Hòa. Thương muốn nhượng quyền mang về Việt Trì có 3 điều. Thứ nhất là thương muốn mang lại cái bộ môn mà tốt cho sức khỏe cho người dân quê hương thương. Cái thứ hai là một sự chuyên nghiệp và bài bản của Trái Tim Vàng làm cho thương quyết định là mình nên học và mình mở một cái như là chi nhánh nhỏ hoặc là một cái nơi nhỏ của Trái Tim Vàng để thương mang về quê hương của mình. Cái thứ ba đó là thương muốn lan tỏa vì thời điểm đó yoga nó vẫn chưa được phổ biến lắm. Việc đào tạo huấn luyện viên yoga đã có ở Việt Nam cách đây nhiều năm thông qua các tổ chức trong và ngoài nước. Nhưng điều bất ngờ là suốt quá trình này, mặc dù huấn luyện viên yoga là một nghề lao động chân chính nhưng vẫn chưa được công nhận là một nghề thật sự tại Việt Nam. Tuy nhiên, một tin mừng cho những ai muốn trở thành huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp,
đó là từ tháng 8 năm 2016, huấn luyện viên yoga đã được công nhận là một nghề thực sự tại Việt Nam. Và vào tháng 12 năm 2016, Liên đoàn Yoga Việt Nam chính thức được thành lập, đã khẳng định con đường phát triển nghề huấn luyện yoga cho người Việt ngày càng thuận lợi và có vị thế hơn. Khi tôi đi nhiều nước thì tôi thấy là Việt Nam của mình chưa có một cái ngành gì rõ ràng. Và tôi ấp ủ một cái mong muốn là tạo nên một ngành nghề mới cho người Việt Nam. Đó là những người làm trong ngành yoga, thiền, phục hồi trị liệu tự nhiên, quản trị năng lượng con người và khoa học tâm thức. Những ngành này nó hoàn toàn sử dụng cái năng lượng không giới hạn của con người. Trong lộ trình phát triển của mình và với mong muốn tạo thêm cơ hội cho nhiều bạn trẻ đến với nghề huấn luyện yoga, hiện trung tâm yoga Trái Tim Vàng đang tuyển sinh 1.000 huấn luyện viên mới, đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế của Yoga Alliance International Ấn Độ và Yoga Alliance Hoa Kỳ. Các học viên này sẽ được trung tâm Trái Tim Vàng cam kết giữ lại làm nguồn huấn luyện viên cơ hữu trong hệ thống 26 trung tâm huấn luyện của Trái Tim Vàng trên cả nước. Kính thưa quý vị, sắc xanh đã trở lại với hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 23 tháng 3. Đà tăng của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số VN Index hướng đến mốc 720 điểm. Sau phiên rung lắc mạnh trước đó, chỉ số VN Index đã tăng tốc mạnh trở lại vào đầu phiên giao dịch. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, Vinamilk, Vincom đã hỗ trợ tích cực cho thị trường. Bên cạnh đó, bộ đôi HAG và HNG thuộc tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đều tăng khá tốt. Bước sang phiên chiều, sắc xanh tiếp tục được giữ vững trên sàn HOSE. Cổ phiếu Vinamilk bứt phá cùng lượng mua vào lớn từ khối ngoại đã góp phần đẩy chỉ số lên mức cao. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã lấy lại sự hồi phục sau phiên giằng co mạnh trước đó. Hoạt động giao dịch trên sàn tiếp tục diễn biến sôi động với tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư. Khép phiên, VN Index tăng 0,93% lên mốc 719,56 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương trên 190 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HN Index giao dịch khá giằng co trong gần suốt phiên giao dịch. Về gần cuối phiên, trước sức nóng từ sàn HOSE, sắc xanh cũng trở lại với sàn Hà Nội. Sự hạ nhiệt của cổ phiếu ngân hàng ACB đã tác động nhất định đến chỉ số. Chốt phiên, HN Index tăng 0,14%, đạt 89,9 điểm, khối lượng giao dịch hơn 38 triệu đơn vị, ứng với trên 460 tỷ đồng. Và xin được quay trở lại với phần tin tức trong nước với những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều tour giảm giá đến 50% tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2017. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những thành phố dẫn đầu về tỷ suất lợi nhuận cho thuê văn phòng trên toàn cầu.